Dạ. Mấy chú này khiêng nè, có dây có giấy không? Giấy cái giường á? Kêu thu 1,8 triệu. Nhiêu? 1,8 triệu. 1,8 triệu hả? Hãy có điện với anh với nó 1,8 triệu thôi. Dạ. Nên anh đếm tiền lại. 1,8 triệu hả? Rồi khiêng xuống giùm em đi. Mô Di Đà Phật. Dạ, anh dắt vô đi nha. Nè bây giờ giường của bà Kem lại rồi nè. Cô rất kỳ chú hơn. Dạ, ra ngoài đó đi ha. Dạ. Dạ. Để ngoài đây gọng nè. Nói anh chị em đều gì gáp cho bà Kem nè, cô Vicky với chú Hương. Gáp vô để cho bà Kem cha. Dạ. Cái chân cái bọc gì xé bọc ra nè cô Vicky với chú Hương. Cô Vicky với chú Hưng đó quý vị. Cô Vicky với chú Hưng ở bên Mỹ gửi tặng cái giường này cho bà Kem, đã mua với cái số tiền là 1,8 triệu. Nó mua để từ đại bi các đại chứng minh. Xin Đức Phật A Di Đà từ bi ban phước lành cho gia đình cô Vicky và chú Hưng được muôn đời bình an. Anh em tất cả mọi người ở đây giúp giùm bà Kem đặng gáp cái này lại cho bà Kem nè cô Vicky và chú Hưng. Nó mua gì đà Phật. Bà Kem ngủ trên đây đã luôn. Cô biết kia chú Hương nha. Cô biết chú không thôi, để cái chân vô trước không? Để chân vô trước rồi mình hả để đó xuống. Dạ. Này hãy đã đi tạm cầu ấy. Rồi hả để cái đó ha. Một cái thôi hả? Dạ. Không cho nó. Anh em làm sớm ta làm đóng giường cho mặt em nè cô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
ចូលមក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 ចូ
Chúng ai đặt. Đó, đặt bằng riêng cho mà. Ừ, chúng lo cho nó làm cảm ơn cô Vicky chú Hưng rất nhiều, cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Đó bà Kem được rồi. Dạ yeah, dạ. Đó. Dạ vô trong cho bà Kem. Lớn lớn lớn. Mình ấy thấy mình bột. Mình bột cái. Mình bàn mực lá đó, cây lá đó. Rí đập, rí đập lâu đi. Đập ba một cái. Dạ. Đó. Dạ. Đó. Dạ. Đó. Rồi, cảm ơn món quà tình thương của cô Vicky và chú Hưng rất nhiều. Đó bà Kem để đồ lên đi nha. Bà Kem vui không bà Kem ơi? Bà Kem vui lắm hả bà Kem? Bà Kem quá trời đồ luôn bữa nay cô Vicky chú Hưng. Anh em ủng hộ gì quá. Dạ. Đó. Dạ con mình thì khó lắm. Vậy hả dạ? Ừ. Đó, đừng đồ cô Vicky tặng cho bà Kem. Bà Kem lại chảy, bà Kem nằm thử hả bà Kem? Bà Kem chảy cho bà Kem nằm thử rồi, con quay bà Kem nằm nè. Ừ. Đó, cái miếng niệm đó đó. Miếng niệm đó bà Kem. Đó bà Kem chảy ra bà Kem nằm miếng đi con quay cho cô chú coi nè. Anh em ta thương bà Kem lại phụ bà Kem nè. Trời ơi được cái miếng niệm quá đã luôn rồi. Dạ. Yeah. Đã luôn bà Kem ơi. Ừ. Đó bà Kem nằm đi bà Kem. Anh em ta thương bà Kem đó. Cô chú mọi người tặng đó. Dạ, cảm tạ món quà tình thương của cô Vicky với chú Hưng rất nhiều. Tặng cho bà Kem. Bà Kem nằm đã luôn rồi cô Vicky ơi. Trời lạnh nè, có cái mền đắp lại. Có mùng văng nữa. Dạ. Vui lắm cô Vicky và chú Hưng ơi. Rồi một lần nữa con xin cảm tạ món quà tình thương của cô Vicky và chú Hưng rất là nhiều, đã phát tâm từ bi hạnh tâm từ bi tâm với hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà tặng bà Kem. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi xin cảm ơn con ơi. Chú ơi xin cảm ơn. Yeah. Bà Kem vui nha. Vui. Cô Vicky với chú Hưng tặng bà Kem có ngủ bà Kem vui nha. Yeah. Rồi con cảm ơn cô Vicky với chú Hưng rất nhiều tặng cho bà Kem. Bà Kem bye bye với con đi. Bye bye. Bà Kem bye bye.